បងប្អូនជនរួមជាតិទីគោរពនិងជាទីស្នេហាកម្មវិធីទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលជាការរៀបចំឡើងដោយសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជាដែលមានអាយដាមហ៊ុនម៉ានីជាប្រធានហើយយើងបាននឹងកំពុងឃើញនៅស្នាមញញឹមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសគេថាប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តសៀមរាប lúc chơi mọc tra hân khnien na bạn chụp chung bạn tra hân coi coi bạn về nơi prasat bayon hay cam vị thi pratika chi pravot sa đại miên chmu tha angko sangkran ni chi ca chô rum ovasato nok nok chnam thmey phong chi ca bong hang bạn tam rya snam nyom ni bong hang prab ta dol piphop lok tha prachayun khmae robos yeung kompong ta ruh nou nok nok sok santiphiep ruh nou nok nok ba vachana nei prachanichak kampuchea ke chiet chiết đại dương miền bờ mốc đắk nông, bạc cọp tại đài prung vi hi thoa, cứ thoa tiếng buồn, meta, karana, muteta, năng upeka, dương miền sasana, đại sasana là bò dương rung rương, là ao phô phong cứ sasana bạc cọp, dương miền prem hạc sát, cứ chỉ prem hạc sát, chỉ sát đại bạc cọp tại đài tu sập đi chợ thoa, tiếng ani hai đại năng thưa ai prate chiết là bò dương, bị ngày ní, năng ngày mốc, ngày anh cốt đầu về ngày, cứ tha chụp tai nơi tai riêng là ao miền anh cốt មានសុភមង្គលសម្រាប់ក្រុមគូសាខ្មែរហើយនៅក្នុងឱកាសឆ្នាំថ្មីនេះក៏សូមជូនពរឲ្យមហាក្រុមគូសាខ្មែររបស់យើងទាំងអស់ជួបប្រទះនៅតែសុខភាពល្អហើយអ្វីដែលជាសក្តីបងប្រាថ្នានៅក្នុងផ្លូវចិត្តនោះក៏ឲ្យបានសម្រេចដូចក្តីប្រាថ្នាណាអូនណាចារយៈពេល3ថ្ងៃពេញគឺចាប់ពីព្រឹកថ្ងៃស្អែកទៅគឺពីអគ្គនាយកដ្ឋានវិសុនិងទូរទស្សន៍របស់យើងនឹងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមជូនដ
tiệt bà là xong mình chạy chỉ tham ấy tha tiếng bài yon là bao dương tiếng pipo bà hay ngày ấy ngày tham ấy dương nhận kề lắng sợ thấy tim mũi là bao dương nó cứ thả như thể lục mục này ổn đấy lục mục ấy dương bài cam thì tu bài yon là bài yon bò miến tia sơn là cam thì ông cơ sừng cran làm bài châu rùm sờ bài ở bao sao to chín năm tham ấy từng ốc nia là bên đi cà sai to là bao kẹn nhạc than việt chút nâng tu bài yon sợ đây ông pika riệp chom tập tu tế vật đa chín năm tham ấy chín năm sáng của bạn chiến châu đoàn tì bên chọc là bên đi dương trong từng ốc nia sông làm ăn cái trong biển lìa សារលិខិតជូនពររបស់សម្តេចអគ្គមហា